Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Thế giới mới tuổi thơ số 58 ngày 20. Thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Hebrew đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Câu ghi nhớ Hebrew đoạn 3 câu 1. Hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Bởi cớ đó anh em hỏi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy, vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cả nhà. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu số 1. Chúng ta đã tô màu câu số 1, chúng ta cùng đọc. Hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta làm trang bài tập nhé. Thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời là ai? Thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài đã dâng của lễ hy sinh một lần đủ cả. Đó chính là sự chết của Ngài trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại. Các em có biết thầy tế lễ là ai không? Thầy tế lễ là những người được Chúa chọn để dâng những của lễ cho Chúa. Ngày xưa trong thời Cựu Ước, những ai muốn đến với Chúa trong việc cầu nguyện xin Chúa tha tội và cầu nguyện xin Chúa ban phước thì người đó phải đem đến một con chiên, một con bò hoặc là một con chim. Người đó đem đến cho thầy tế lễ và người đó đặt tay trên cái con vật đó để con vật đó gánh thế cái tội của người đó. Và rồi thầy tế lễ sẽ giết cái con vật đó, con chiên, con bò hoặc là con chim, lấy huyết, lấy máu của con vật đó rưới ở trên bàn thờ để cái máu đó che cái tội lỗi của cái người dân. Có nghĩa là thay vì cái người đó phạm tội phải bị chết, bây giờ cái tội đó chuyển cho cái con vật này và cái con vật này phải chết thế cho cái người có tội đó. Và những người mà làm cái công việc dâng tế lễ cho Chúa gọi là thầy tế lễ. Và thầy tế lễ thượng phẩm có nghĩa là trưởng của các thầy tế lễ lớn hơn hết trong tất cả các thầy tế lễ. Và thầy tế lễ ngày xưa thì giết con chiên, con dê, con bò hay là con chim để dâng cho Chúa. Nhưng Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài dâng chính mạng sống của Ngài, dâng chính huyết của Ngài. Và Ngài dâng một lần đủ cả. Ngài dâng lên cho Đức Chúa Trời để chết thế cho tội lỗi của tất cả mọi người. Ở trong đó có tội của mục sư, của các em và của tất cả mọi người trên thế gian này. Và Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết của Ngài ra, đổ máu của Ngài ra để tha tội cho chúng ta. Và Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm từ trời và Ngài cũng là sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Ở trong thời Cựu Ước thì thầy tế lễ là người và sinh tế chuộc tội là những con vật được giết để dâng lên cho Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu vừa là thầy tế lễ thượng phẩm và Ngài cũng là sinh tế, là tế lễ để đổ huyết ra chuộc tội cho chúng ta. Trong phần nhận biết, Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đến từ trời và Ngài cũng là sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Và chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu đã vác thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha và người ta đã đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Người ta đã đóng đinh vào tay vào chân Chúa, máu của Chúa đổ ra và người ta lấy cây giáo đâm vào hông của Chúa, máu của Chúa, huyết của Chúa đổ ra và Chúa chịu chết thế cho tội lỗi của tất cả mọi người. Ở trong phần thực hành, em tin Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm đến từ Đức Chúa Trời và đã chịu chết chuộc tội cho em. Xem bài trước và bài này và cho biết Chúa Giêsu là ai. Chúng ta có nhớ ở trong bài trước với tựa đề gì không? Tựa đề là sứ giả cao trọng. Và Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu chính là thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa Giêsu chính là sứ giả, là thầy tế lễ thượng phẩm. Như vậy trong bài này thì chúng ta sẽ ghi ra Chúa Giêsu là sứ giả của Đức Chúa Trời. Sứ giả là gì các em còn nhớ không? Sứ giả là người được sai đi với một cái trách nhiệm phải hoàn thành. Chúa Giêsu là sứ giả của Đức Chúa Trời. Và trong bài này thì chúng ta học Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ thượng phẩm. Của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ra lời cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa Giêsu, thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời, con ngợi khen Chúa. Con ngợi khen Chúa. Là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa. Con cảm tạ Chúa đã giáng sinh làm người chịu chết trên thập tự giá cứu con. Xin Chúa cho con luôn tin thờ Chúa. Trọn cuộc đời con. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa Giêsu, thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời, con ngợi khen Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa đã giáng sinh làm người, chịu chết trên thập tự giá cứu con. Xin Chúa cho con luôn tin thờ Chúa trọn cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin thờ Chúa, bởi vì Chúa là Thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, Đấng đã cứu chuộc chúng ta. Các em thiếu nhi nhớ chia sẻ kênh Thiếu nhi Thông Sáng cho các bạn của mình cùng học lời Chúa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.